Hello và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình nha. Và đừng quên là anh em có thể ủng hộ mình miễn phí bằng cách ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được tất cả những video clip mới nhất đến từ channel của mình. Và Trang Phát Hành vừa ra một cái thông báo về bản update mới cho anh em. Thì mình nghĩ là anh em cũng đã nghe tới cái bản update này từ tầm hơn nửa tháng trước rồi, nhưng mà người ta vẫn chưa cho ra. Thì tới đêm hôm qua thì nhà fan người ta đã đưa ra cái thông báo chính thức về cái bản update. Và mình nghĩ là cái thời điểm anh em coi cái clip này thì anh em cũng đã update thành công rồi và mọi thứ xảy ra bình thường thôi. Thì đêm qua người ta có thông báo là có update về cái apps. Anh em cực phải vào trong Play Store hoặc là App Store để tải về. Tuy nhiên thì trong cái thời gian đấy thì mình đã có thông báo anh em là đừng nên tải cái bản update để về sớm, tại vì nhà phát hành người ta chưa có update cái server. Nhưng mà sau đấy thì người ta thông báo là những cái server thì đang được bảo trì và sắp bảo trì xong rồi, nên là mình nghĩ là tới cái khoảng thời điểm là vào tầm sáng nay nè thì cái bản update nó đã sẵn sàng để anh em chơi rồi, thì không có vấn đề gì phải lo cả. Và bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua những cái điểm mới trong cái đợt update lần này để xem là ai khóc, ai cười và người được lợi ở sau tất cả mọi chuyện đó chính là ai. Và mục đầu tiên trong thông báo đó chính là New Dungeon Type and Dungeon Loot Rework, có nghĩa là chúng ta sẽ được trải nghiệm một cái dungeon mới khác với những cái dungeon cũ mà chúng ta có. Thì cho tới thời điểm hiện tại trước cái update, chúng ta đang có hai cái dungeon, một cái là cái dungeon thường mà chúng ta đã đi rất là nhiều lần, và cái được mới thêm vào cách khoảng 4 tháng trước đó chính là dungeon hệ băng. Và sau cái update này thì chúng ta sẽ được trải nghiệm cái dungeon Swamp, đó chính là dungeon hệ đầm lầy, thì hy vọng là nó sẽ mang lại cho anh em những cái trải nghiệm mới hơn. Và bên cạnh đó thì cái hệ thống loot của cái dungeon nó cũng được cải thiện hơn, có nghĩa là anh em có thể nhận được những cái bản vẽ text xịn sò hơn, và những cái hòm thính ở trong cái dungeon thì nó sẽ được cho ra những cái đồ ngon hơn bình thường, nghĩa là ngon hơn trước rất là nhiều luôn. Thì hy vọng là chúng ta sẽ được trải nghiệm cái dungeon mới này vào tuần sau, mình nghĩ là như vậy. Đó thì mong là chúng ta sẽ có được những cái bản vẽ mới, những cái đồ loot ngon hơn so với trước đây. Đến với mục thứ hai, chúng ta cũng đã được thông báo về vấn đề này rồi, đó chính là sẽ được thêm vào những cái kiểu tóc, những cái kiểu râu và một cái vé khác, một cái vé mới, đó chính là vé để chỉnh sửa cái ngoại hình của anh em. Thì trước đây thì có rất là nhiều bạn hỏi mình là làm sao để thay đổi hình dạng của nhân vật khi mà chúng ta không cần phải tạo nhân vật mới. Thì đây chính là câu trả lời đến từ vị trí của nhà phát hành, một bước tiến rất là lớn. Đó chính là thêm vào một cái vé gọi là vé thay đổi hình dạng anh em ơi. Thì cái vé này anh em có thể kiếm nó ở trong cái phần cửa hàng, và anh em cần phải đạt level trên 25 để có thể mua cái vé này. Thì sau khi mà anh em mua, anh em sử dụng, anh em có thể đổi lại cái ngoại hình của mình, có thể đổi cả giới tính luôn nếu mà anh em nào muốn come out, anh em nào muốn thay đổi cuộc sống, muốn là chính mình. Nó là như vậy. À mà quên một cái điều mà mình nghĩ là anh em không thể bỏ sót, đó chính là chỉ những người có Primal Pass mà anh em hay gọi là VIP đó thì mới có thể thay đổi được râu và kiểu tóc theo cái những cái mà được update mới đó anh em ơi. Thì anh em nếu mà anh em nào không có VIP thì bắt buộc là phải đi book VIP hoặc là phải mua VIP thôi. Mình không khuyến khích anh em kiểu làm kiểu nào hết, vì kiểu nào thì nó cũng có được cái mặt trái của nó, nên là nói chung là anh em làm cách nào đấy mà có thể có VIP là được rồi đó. Thì khi mà có VIP thì anh em mới có thể thay đổi được râu và kiểu tóc mới nha, còn không có thì thôi. Nó cũng, mình nghĩ nó là một cái vấn đề mà ăn tiền đến từ vị trí của nhà phát hành. Tuy nhiên thì mình sẽ làm một cái clip riêng để trải nghiệm được cái kiểu tóc mới và cái kiểu râu mới cho anh em xem là nó có đáng không, xem là nó có nhìn nó có đẹp dai không. Đến với mục thứ ba, chúng ta có một cái sự đổi mới, một cái cân bằng game đến từ vị trí của nhà phát hành, đó chính là thêm vào server Ascendance và thêm cả vé chuyển được gọi là Ascendant Transfer. Thì mình nghĩ là có rất là nhiều anh em đang gặp phải vấn đề nhức nhối, đó chính là những cái
thành viên sử dụng hack hit các kiểu, những cái script mà nhân đam hay là những cái bút vòng vàng, bút amber các kiểu ở server nhà phát hành, thì nhà phát hành người ta đã thêm vào một loạt server PVP được gọi là Ascendance. Thì cái server này nó là như thế nào? Cái loại server này nó chỉ dành cho những người chơi ở server PVP. Thì ở cái server PVP của anh em đang chơi, khi mà anh em đạt lên level 100 thì anh em sẽ đạt lên level 100 nha, anh em nghe kỹ cho mình, thì anh em sẽ được mở khóa để mua cái vé Ascendance Transfer Ticket. Cái vé này nó sẽ giúp cho anh em transfer qua một cái server Ascendant. Thì khi ở anh em transfer qua cái server này đó thì anh em sẽ bắt đầu từ level 1. Nhưng mà cái vấn đề ở đây khi mà anh em nhìn nhận vào cái việc này, đó chính là nếu như một người chơi mà hack hit các kiểu, người ta chơi lên level 100 thì mà transfer qua bên server Ascendant chơi đó, thì tỷ lệ người ta bị ăn ban bởi nhà phát hành nó sẽ rất là cao. Tại vì anh em biết là cái khoảng thời gian anh em dành ra để chơi lên level 100 mình nghĩ là nó cũng không ngắn đâu, mà đi qua bên server Ascendant nó lại không có nhiều người nữa, thì cái việc mà bị phát hiện là anh em xài những cái phần mềm thứ ba nó rất là dễ dàng. Và nếu mà anh em bị người chơi tố cáo đó thì coi như là bay ạc thôi chứ không nói gì nhiều. Và anh em muốn vào cái server đó nữa thì lại phải tạo một cái tài khoản khác, lại phải chơi lên level 100 và mua cái vé để chuyển qua server Ascendant. Và anh em lưu ý cho mình là cái server Ascendant này, cái vé chuyển của nó chỉ là một chiều thôi. Có nghĩa là anh em transfer từ server PVP sang server PVP Ascendant thì anh em sẽ bị kẹt ở đấy luôn. Nhưng mà mình nghĩ là không có anh em là muốn transfer ngược trở về đâu, nên là cái vấn đề nó cũng không có to tát cho lắm. Và những cái server này thì nó sẽ được mở vào tầm cuối tháng 9 theo như thông báo là như vậy. Mình cũng không biết được cái ngày chính thức, một cái ngày xác định, một cái ngày cụ thể. Tuy nhiên thì anh em cứ tiếp tục theo dõi ở trong cái kênh Discord của mình, thì nếu như mà có được những cái thông báo mới thì mình sẽ làm video clip mà thông báo cho anh em nha. Ở mục thứ tư của update thì chúng ta cũng đã được thông báo rồi, đó chính là những cái server casual nhà phát hành chết không mất đồ. Thì những cái server này hiện tại theo như danh sách mà mình nhận được thì chỉ có 4 server thôi. Nó là server BVC Easy, chế độ dễ nhất, thú ở bên ngoài nó chỉ là level 30 thôi. Thì có 4 server, nó tên là Pen Shark. À, những con cá mập được tô màu đó anh em ơi, cái tên trông buồn cười vãi. Thì những cái server này anh em chơi thì sẽ không được nhận cái kinh nghiệm đến từ việc chế đồ để có thể hạn chế được việc mấy thanh niên cứ chế xong rồi hủy. Tại vì cái server cái loại server này nè, official casual server đó, thì nó sẽ anh em khi mà anh em phá hủy đồ nó sẽ trả lại nguyên liệu 100% nguyên liệu cho anh em, giống y chang một server BVE thôi, nhưng mà đây là server nhà phát hành. Thì những thanh niên nào mà muốn nuôi thú thì có thể vào đây chơi. Tuy nhiên thì đây là server loại BVC, những cái vòng BVB thì nó đi theo chiều kim đồng hồ, nên là anh em có thể là sẽ phải sống trên thuyền, nhưng mà nó cũng vui đó anh em ơi. Thì nếu mà anh em muốn thì có thể vào trong server này chơi. Mình nghĩ là mình sẽ chui vào một trong bốn cái server này và trải nghiệm cảm giác chơi server nhà phát hành đó anh em ơi. Mình cũng thực sự là chưa bao giờ chơi server nhà phát hành lần nào luôn, toàn là tự thuê server xong chui vào đấy sống một mình, kiểu sống trên núi thôi. Thì nếu mà mình có vào server nào đó chơi thì mình sẽ thông báo cho anh em, thì vào trong đó chúng ta có thể giao lưu, có thể đi đục nhà nhau chẳng hạn đó. Đến với mục thứ 5 của thông báo, chúng ta cũng đã nhận được cái thông tin về vấn đề này rồi, đó chính là tăng cái lượng kiến trúc xây được ở trên thuyền và có thêm cả lượng kiến trúc anh em xây được ở trên sắt đồ nữa, trên những cái in platform đó. Thì theo như thông tin mình nhận được, đó chính là cái số lượng kiến trúc anh em xây được maximum trên cái thuyền là 40, thì bây giờ nó được tăng lên là 80 ở trong server offline single player và trong chế độ online là server nhà phát hành đó. Đối với server thuê của chúng ta thì cái lượng kiến trúc anh em xây được nó sẽ nhân lên gấp 2,5 lần, đó chính là 100 cái kiến trúc anh em ơi. Thì 40 mà nhân 2,5 là 100 đó.
thì bây giờ anh em có thể xây được những cái kiến trúc tuyệt vời mặt trời ở trên những cái in platform hay là trên những chiếc thuyền. Thì cái update này thì cũng dễ hiểu thôi, nó đi chung với cái mình nghĩ là nó sẽ phụ trợ rất là nhiều, phụ trợ mang đến một cái lợi ích to lớn khi mà anh em chơi ở server nhà phát hành Casual mà VVXC đó. Rồi thì ở cái mục thứ 6 này đó chính là cái những cái thay đổi cân bằng về chế độ PvP. Thì anh em biết là với cái lần cập nhật lần trước thì nhà phát hành người ta thêm vào cái vấn đề, cái chức năng đó chính là khi mà anh em bị đang cửa những con thú bay mà bị đánh thì tốc độ sẽ giảm lại. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta đâu có cần cái chức năng này ở trong server PvE, tại vì cái chức năng đấy là để có thể ngăn cản được mấy thằng cưỡi Tabezara này, mấy thằng cưỡi Quetzal mà nó bay đi nó rát base thôi, chứ còn PvE thì cần cái này làm cái quái gì. Thì nhà phát hành người ta đã trả lời lại cho chúng ta, đó chính là xóa đi cái chế độ, cái chức năng bị giảm tốc độ khi mà bị thú đánh ở bên server PvE. Còn ngược lại đối với những server PvP thì đây là một cái thông tin xấu mà làm nhiều người phải khóc. Đó chính là cái debuff tốc độ đó, cái làm chậm khi mà bị đánh ở bên server PvP đó thì nó sẽ chậm hơn rất là nhiều, mà anh em cảm nhận rõ rệt luôn. Thì cảm nhận rõ rệt bao nhiêu thì mình cũng chưa thử được. Hy vọng là anh em có thể thử lại, thử cái debuff tốc độ đó và comment phía dưới video clip cho mình, và anh em cùng ngóng thử coi là nó chậm đến cỡ nào. Rồi, và bên cạnh đấy thì nhà phát hành người ta cũng đã bỏ cái chức năng xây những cái trông, những cái trông pike đó trên những cái thuyền, để mình chưa thấy bao giờ, chưa thấy mấy thanh niên nào mà xây những cái trông, những cái hàng rào trông trên thuyền bao giờ. Tuy nhiên thì nhà phát hành người ta cũng đã bỏ cái chức năng rồi, cái chức năng này rồi, nên là mình cũng nói chung là không có cơ hội thấy cái đó đâu. Thì không biết là anh em nào có xây những cái hàng rào trông trên thuyền bao giờ chưa, thì tác dụng của nó là như thế nào, có thể comment bên dưới video clip cho mình. Thì nãy giờ chúng ta cũng đã nói nhiều về những cái update mà chúng ta đã biết. Bây giờ mình sẽ tới một cái update mới mà nhà phát hành người ta không công bố. Đây là một cái bí mật cho tới thời điểm hiện tại người ta mới công bố cho chúng ta biết. Đó chính là nâng cao cái giá trị của server thuê. Thì server thuê trước đây nó không có những cái mục này, nhưng bây giờ đã có. Và những cái mục này sẽ làm anh em, những cái người chơi và khi vào trong server thì sẽ được hỗ trợ rất là nhiều. Thì ở cái gạch đầu dòng đầu tiên đó chính là sẽ nâng cao cái cấp số nhân kinh nghiệm cho anh em. Thì trước đây chúng ta có thể chỉnh từ 0.1 cho đến 2, có nghĩa nhân 2 kinh nghiệm. Thì bây giờ anh em đã có thể chỉnh lên nhân 4 rồi. Này giúp cho những cái người chơi khi vào những cái server thuê thì họ sẽ chơi cày level nhanh hơn, tận hưởng game nhanh hơn, và làm cho cái quá trình mà có thể gọi là suy tàn của server nhanh hơn rất là nhiều. Thì mình nghĩ là anh em cũng đừng nên bật cái x4 này làm gì, nó sẽ gây mất cân bằng game và khiến cho người chơi trở nên chán game rất là mau. Nếu mà anh em server anh em là server PvE thì có thể bật nhân 4 được, chứ còn server PvP mà bật nhân 4 thì mình nghĩ là một cái vòng, một cái quá trình suy tàn của server nó đến rất là nhanh. Rồi, đó là cái đầu tiên. Và vấn đề thứ hai mà chúng ta đang thấy ở đây đó chính là một cái update hoàn toàn mới. Khi mà anh em vào server thì bây giờ anh em đã có thể nhận được lượng kinh nghiệm đến từ admin mà không cần admin nó phải online, có nghĩa là hệ thống book level tự động. Cái này nó sẽ được thực hiện như sau. Anh em người admin có thể cài được cái lượng kinh nghiệm mà anh em nhận được dành cho những người chơi mới. Khi mà người chơi mới đi vào trong server thì đây là một vấn đề kiểu là cực kỳ kinh khủng. Và bây giờ thì có vẻ là vấn đề book server, nó book level cho người chơi mới nó không còn là một vấn đề gì đó đau đầu đối với những admin nữa. Tất nhiên là khi mà bạn đang ngủ 12 giờ đêm mà thằng member nó vào trong server kêu "Án ơi vào book em" thì cảm giác nó sẽ khó chịu cỡ nào. Nhưng bây giờ thì nó vào server là nó sẽ được book level thôi, nên là anh em có thể yên giấc nồng ngủ ôm người yêu các kiểu con đà điểu, rất là tuyệt vời. Rồi, một cái điểm mới đó chính là cái anh em có thể nhận được những cái loot drop ở trong PvE. Thì anh em có thể thấy là
Đối với xe vừa thuê thôi nha, thì anh em có thể thấy là trong chế độ BVX và BVB thì có những cái cột thính nó phóng từ trên trời phóng xuống. Bây giờ thì trong server BVE đã có thể sử dụng được cái chức năng này rồi. Thì ở server BVE, đương nhiên là những người chơi server BVE người ta cũng sẽ rất là mong có những cái loot, những cái thính này nó sẽ làm cho cái trải nghiệm game được nâng cao hơn. Và một cái kinh khủng khiếp hơn đó chính là những bản vẽ text có thể ở trong những cái cục thính đó. Tuy nhiên thì đối với mình nghĩ là nó chỉ xuất hiện trong cục thính đỏ thôi, là dành cho người chơi level 70 trở lên đó. Thì không biết là trong đấy nó có được những cái bản vẽ như... À không, không, không phải. Trong đấy nó chỉ được những cái bản vẽ để xây nhà thôi anh em ơi. Không có bản vẽ vũ khí hay là không có bản vẽ replicator hay là giường ngủ đâu. Nó chỉ có những cái bản vẽ để xây nhà thôi. Tuy nhiên điều đó thì cũng đã rất là tuyệt vời rồi. Anh em không cần phải đi hầm để có thể sở hữu những cái bản vẽ như nền nhà hay là tường hay là các kiểu khác. Cái điểm mới tiếp theo đó chính là anh em có thể cài đặt những cái chỉ số làm chậm ở trong server thuê anh em ơi. Thì cái này mình nghĩ đây là một cái mục dành cho những server PvP, thì có thể chỉnh được cái tốc độ làm chậm khi mà bị tấn công bởi người chơi hoặc là những con thú hoang. Và anh em cũng có thể chỉnh luôn cả cái những cái số lượng kiến trúc xây trên thuyền và xây trên in platform ở trong phần cài đặt của server luôn. Thì mình nghĩ là wow, nó ghi là anh em có thể nhân 5 lượng kiến trúc mà anh em có thể xây ở trên thuyền hoặc là trên yên thú. Thì có nghĩa là cái lượng ban đầu của nó chính là 40 kiến trúc, mà bây giờ anh em nhân 5 lên, đó chính là 200 kiến trúc anh em ơi. Thì bây giờ đây là một cái đổi mới hoàn toàn cho cái server thuê luôn anh em à. Anh em có thể xây được những con thuyền đình đám, những con thuyền khổng lồ hay là những cái ngôi nhà tuyệt đẹp trên những cái yên thú. Thì anh em nào mà có hứng thú xây nhà trên thuyền hay là xây nhà trên thú thì hãy tận dụng những cái cơ hội này. Và mình nghĩ là tất cả những cái chủ server thuê thì người ta nên bật maximum cái này lên 5x luôn, để mang lại cái trải nghiệm to lớn, tuyệt vời, mới lạ dành cho những người chơi cũ cũng như là những người chơi mới. Đó, nó là như vậy. Thì nãy giờ là toàn bộ những cái gì mà mang đến tiếng cười và niềm hạnh phúc cho anh em. Thì anh em cũng có thể là đang thắc mắc là thì không biết là những cái niềm đau, những cái gây ra nước mắt nó nằm ở đâu. Đó chính là cái phần cuối cùng, cái mục cuối cùng của cái phần update lần này. Đó chính là cái phần Additional Improvement and Bug Fix. Thì ở đây thì anh em... nó sẽ gây ra những cái nỗi đau to lớn đối với anh em. Ở cái gạch đầu dòng đầu tiên đó chính là sẽ tắt cái sẽ hạn chế cái tam thú này hay là ấp thú, nhiệm vụ tam thú và nhiệm vụ ấp thú khi mà anh em bật cái chế độ cấm xây dựng, cấm tam thú trong server. Đây là một cái lỗi mà trước đây nó đã xảy ra anh em ơi. Thì ví dụ như là server anh em mà đang server nhà phát hành chứ đang bật cái chế độ mà cấm xây nhà, cấm bắt thú, mà tự nhiên cái nhiệm vụ hàng ngày nó lại có là phải tam thú hay là phải clam thú, ấp thú này các kiểu, thì làm sao mà làm được. Nên là nhà phát hành người ta đã sửa lại cái lỗi này. Tiếp theo đó chính là cái đầu dòng thứ hai, nó sẽ là về cái việc trùng tên. Thì bây giờ anh em đã không còn sử dụng trùng tên trong server được nữa rồi. Ví dụ như trong server có một thằng tên là ông lão gaming thì những người chơi khác sẽ không đặt được cái tên đó nữa. Cái này là để tránh những trường hợp ví dụ như là một thằng nào đấy nó vào nó cũng đặt tên y hệt như mình và nó đi phá những thằng khác. Nó sẽ giả danh, kiểu như giả danh người khác đó anh em ơi, đi phá này phá nọ xong rồi gây lên những cái tai tiếng xấu cho chính chủ. Vậy nên là cái chế độ này thì mình nghĩ là nó là một cái điều rất là hợp lý và cần thiết đối với cái tựa game này. Rồi thì ở cái đầu dòng thứ ba đó chính là bỏ đi cái tính năng xây dựng cái tường trông trên thuyền. Thì cái này mình đã nói ở cái phần trước rồi.
Và cái gạch đầu dòng thứ tư đó chính là bỏ đi cái làm chậm tốc độ ở bên server PVE nhà phát hành, thì cái này cũng là được nói rồi. Và cái gạch đầu dòng thứ năm đó chính là cái mà gây ra nhiều nước mắt cho anh em nhất, đó chính là xóa bỏ hoàn toàn tỷ lệ ra amber trong cái hộp quà. Tới đây thì anh em đã không còn mở hộp quà để nhận amber được nữa rồi. Thì những thanh niên nào mà bây giờ mới tập tành, bây giờ mới đụng chạm đến những cái bút amber, bút hộp quà thì đã quá trễ rồi. Cái tỷ lệ nó đã bị xóa hoàn toàn ấy, anh em ơi. Thì bây giờ anh em mở hộp quà là không còn tỷ lệ ra amber nữa, thì rất là chia buồn với anh em và chia buồn với chính mình luôn. Nhưng mà dạo này thì mình cũng không bút biết các kiểu nữa rồi, nên là cũng không sao, cũng không ảnh hưởng lớn cho lắm. Rồi, thì bây giờ kể từ thời điểm anh em xem clip này thì mong là anh em là không nghe lời những thanh niên khác mà đi dụ dỗ bút hộp quà hay là đi mua hộp quà nữa, vì không còn ra amber cho anh em nữa đâu. Và như vậy đó, như vậy thôi. Mình nghĩ là những cái điều mà mình cần truyền đạt cho anh em thông qua cái update lần này nó tới đây thôi. Thì hy vọng là khi mà anh em xem tới cái đoạn này thì anh em cũng đừng có bức xúc quá, tại vì cái nạn mà bút Amber các kiểu thì nó đã tràn lan quá nhiều và gây ảnh hưởng rất là nhiều tới những người chơi khác, nên là nhà fan người ta cũng bỏ đi thôi. Thì mình đã truyền đạt đầy đủ cho anh em rồi, thì anh em đừng quên là để lại cho mình một like, một comment và một đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt tất cả anh em và chúc anh em một ngày thật là tốt lành. Bye bye.